chào các bạn Hai lúa đã quay trở lại với những cái series liên quan tới những cái kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong nghề BA. Và hôm nay chúng ta bắt đầu một cái series mới, đó là series liên quan tới ABI. Một cái series mình nghĩ là khá là nhiều bạn BA làm việc trong lĩnh vực IT khá là mong chờ. Và đây cũng là một trong những cái nội dung mà các bạn sẽ gặp phải khi mà mọi người đi làm trong công việc hàng ngày của một IT BA. Series này sẽ bao gồm khoảng 4 tập và mỗi tập nó sẽ đưa cho các bạn những cái nội dung liên quan tới API là gì, các cái cách mà các bạn mô tả API, các cái mô hình tích hợp API, các cái cách mà các bạn tích hợp API và cũng như là một số cái mô hình kinh doanh, một số cái mô hình phát triển của API. Hy vọng là qua cái series này có thể giúp cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong công việc hàng ngày, nhất là các công việc liên quan tới tích hợp, liên quan tới API. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu API là gì. API được viết tắt từ chữ Application Programming Interface, tạm dịch là giao diện lập trình ứng dụng. Thì API nó là một cái trung gian giúp cho hai cái phần mềm, hai cái hệ thống có thể giao tiếp được với nhau để mà chúng ta có thể truyền đạt trao đổi dữ liệu để mà chúng ta có thể xử lý các cái nghiệp vụ mà chúng ta mong muốn thì ABI nghe định nghĩa thì là như vậy nhưng các bạn có thể hiểu một cách đơn giản ABI nó là một cái phương tiện một cái công cụ để mà giao tiếp giữa hai người khác nhau ở à, tất nhiên ở đây không phải là người gì cả mà ở đây, người ở đây nó chính là các cái hệ thống, các cái function, các cái feature, các cái front end, back end. Nói chung là API đã nói tới API là nói tới hệ thống. Và từ cái chuyện này các bạn sẽ thấy là nói tới API thì chúng ta sẽ nói tới thông tin, nói tới dữ liệu, nói tới những cái thông điệp được truyền qua lại giữa hai cái hệ thống. Chúng ta cùng tìm hiểu các dạng API hiện có trên thị trường đầu tiên các bạn sẽ thấy đó là internal abi thì internal abi nó là những cái abi mà nó được sử dụng bên trong một cái phần mềm bên trong cùng một cái hệ thống các bạn sẽ thấy có những dạng abi ví dụ như là các bạn thấy những cái abi để kết nối giữa front end và back end Loại API thứ hai đó là private API, đó là những cái API mà mang tính cá nhân. Thì những cái API này thường được dùng để mà kết nối giữa các cái module nội bộ trong một công ty mà nó nằm ở những group ví dụ các bạn thấy nó nằm trong những cái group, nó nằm trong những cái tập đoàn, nó nằm trong những cái hệ sinh thái chung nội bộ. Nó chỉ được sử dụng trong nội bộ thôi, nó được sử dụng trong một hệ sinh thái nội bộ thôi, nó không có chạy ra ngoài. Thứ ba là những API được cung cấp bởi bên thứ ba thì những API được cung cấp ở bên thứ ba. Ví dụ các bạn thấy là một cái công ty, một cái merchant, một cái cửa hàng người ta muốn tích hợp một cái giải pháp thanh toán, ví dụ như là giải pháp thanh toán qua thẻ Visa, Mastercard ví dụ như vậy. Thì người ta sẽ đi đến một cái payment gateway và người ta yêu cầu các cái payment gateway đó người ta cung cấp các cái giải pháp thanh toán. Thì khi đó các cái payment gateway, các cái cổng thanh toán người ta mới cung cấp các cái API để mà cái merchant, cái cửa hàng nó kết nối vào nó tích hợp vào thì lúc đó nó là một dạng ABI được đưa ra bởi một cái third party thì cái ABI này các bạn thấy cái third party này nó khác biệt gì với cái private ABI nó sẽ kế thừa nó có sự kế thừa tức là một cái private ABI nó được sử dụng cho rất là nhiều đối tượng khác nhau nó có thể sử dụng cho những cái đơn vị hạch toán độc lập khác nhau nó có thể sử dụng cho rất nhiều khách hàng khác nhau tuy nhiên nó sẽ không được public ra thị trường thì chúng ta sẽ nói tới cái loại API thứ tư đó là cái API được public ra thị trường thì cái API này nó sẽ được đưa ra thị trường một cách public tài liệu thông tin nó được share một cách public không có cần phải ký bảo thỏa thuận bảo mật hay ký hợp đồng gì cả mà các API nữa là những API mẫu những API các bạn có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế mình lấy một cái ví dụ giống như là các bạn thấy cái API về cái Google Map nó là một dạng public API có thể được dễ dàng sử dụng bởi rất là nhiều cái đối tượng khác nhau thì từ cái khái niệm về public API thì chúng ta sẽ có cái khái niệm open API. Thì cái sự khác biệt giữa cái public API và cái open API đó là gì? Cái điểm giống nhau đó là hai cái nó đều là public cả. Hai cái đều có thể được sử dụng chia sẻ một cách rất là dễ dàng. Nhưng cái điểm khác biệt lớn ở đây đó là cái phương thức kết nối. Đối với public API nói chung thì đôi khi chúng ta muốn kết nối API chúng ta phải thông qua những cái đường truyền riêng, những cái đường truyền bảo mật Tuy nhiên đối với Open API chúng ta có thể kết nối thông qua đường truyền internet thông thường. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Public API và Open API. Thì để có thể sử dụng API thông qua những cái đường truyền Internet thông thường, không cần kênh riêng gì cả, rất là thông thường luôn. Mà các bạn có thể lấy một cái cáp quan 200 ngàn một tháng, các bạn vẫn có thể kết nối được. Thì chúng ta cần phải thông qua một số cái hệ thống trung gian để mà đảm bảo sự bảo mật. Thì ở đây chúng ta gọi là những cái API portal và những cái API gateway. Thì những cái API portal và những cái API gateway này nó là những cái cổng kết nối để mà giúp cho chúng ta thứ nhất chúng ta có thể dễ dàng truy cập thông tin và dùng thử các cái API, kết nối thử, thử nghiệm thử các cái API cái thứ hai đó là các cái API gateway nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là một cái điểm trung gian để kết nối khi mà chúng ta test xong rồi chúng ta muốn dùng thật sự thì chúng ta sẽ kết nối thông qua các cái API gateway để mà chúng ta có thể kết nối vào các cái hệ thống của cái người cung cấp của cái người cung cấp thì đây là những cái khía cạnh ban đầu liên quan tới các cái loại abi mà các bạn sẽ gặp trên thị trường thực ra nói tới abi cái nguyên lý của nó đều tương tự nhau cái sự khác biệt của nó chẳng qua là cái cách sử dụng cái phương thức sử dụng nó khác biệt với nhau như thế nào thì nó sẽ tạo ra những cái kiểu abi những cái kiểu tên gọi abi khác nhau chúng ta cùng tìm hiểu một số cái ứng dụng của API. Đầu tiên, các bạn sẽ thấy thông dụng nhất là API được sử dụng để kết nối giữa front end và back end. Kết nối giữa front end và back end tại sao? Tại sao chúng ta có những cái API kết nối giữa front end và back end? Thời điểm làm video này, với sự phát triển của công nghệ các bạn sẽ thấy là các cái nội dung hiển thị trên front end nó sẽ được thực hiện bởi cái sự quản lý của back end nó sẽ được kết nối với back end nó sẽ được hiển thị bằng cách truy xuất thông tin từ back end lên mà chúng ta không cần phải cốt một cách cố định mà chúng ta hay gọi là hạt cốt để mà chúng ta xây dựng được cái giao diện thì cái thuật ngữ này trong thực tế chúng ta hay gọi là content management thì tại sao mà nó sinh ra cái chuyện này là vì do những cái chính sách khó khăn của Apple hoặc là Google khi mà người ta muốn publish một cái app lên trên Apple Store hoặc là Google Play thì dẫn tới là lỡ chúng ta cần thay đổi một cái nhỏ nhặt thì sao chúng ta lại phải publish nó lại từ đầu là phải chờ thời gian là phải xin phép Apple hay sao thì lúc đó nó mới sinh ra cái khái niệm mà API để mà truy xuất để mà query content từ back end để lên front end thì khi đó các bạn muốn thay đổi thông tin, các bạn muốn thay đổi chữ hiển thị, các bạn muốn thay đổi content từ nhỏ nhặt từ cái tên một cái button, một cái title hay là một cái banner hay một cái gì đó, các bạn chỉ cần thay đổi trên back end và cứ mỗi lần cái front end nó hiển thị lên thì nó sẽ query tạm gọi là query truy vấn truy xuất cái thông tin từ với end để mà nó hiển thị lên front end. Thì cái nhược điểm của cái này nó nằm ở chỗ là lỡ đất kết nối internet hay là một cái lý do gì đó thì cái front end nó chẳng hiển thị được cái gì cả, nó sẽ báo lỗi. So với việc các bạn hạt code thì đôi khi các bạn có thể cố định những cái content, những cái nội dung, những cái từ ngữ những cái banner, những poster vân vân khi cái giao diện hiển thị của một cái sản phẩm ứng dụng thứ hai mà mọi người hay thấy đó là dạng Omni thì Omni Channel chúng ta hiểu là một cái sản phẩm nó đa kênh. đa kênh là sao? tức là một cái sản phẩm nó sẽ kết hợp bởi bất là nhiều cái nhà cung cấp khác nhau để đưa ra những cái sản phẩm khác nhau. khi trước khi sinh ra cái Omni này, các bạn sẽ thấy là chúng ta muốn tích hợp thêm sản phẩm mới, chức năng mới, tính năng mới thì chúng ta phải đi ngồi code. Nhưng đối với Omnichannel thì chúng ta chỉ cần thông qua API để mà chúng ta có thể kết hợp với nhau, kết nối với nhau để mà chúng ta cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ với nhau. Và cái lợi điểm ở đây, thứ nhất các bạn không cần phải tốn quá nhiều resource để mà build một cái sản phẩm. Cái thứ hai, các bạn cũng không cần phải tốn quá nhiều dung lượng. Tại vì nếu như các bạn build 10 cái feature thì tương ứng với nó, cái dung lượng nó cũng sẽ đôi khi nhân lên 10 lần. Cái nhược điểm của thằng này là gì? Đôi khi đứt mạng, rớt mạng, nó cũng chẳng dùng được cái gì cả. Rồi, thứ ba, đối với API thì chúng ta dùng nhiều nhất trong cái lĩnh vực chuyển đổi số. Thì ở đây mình lấy một cái ví dụ về ngân hàng. Một trong những cái đơn vị, những cái ngành nghề mà chúng ta chuyển đổi số lớn nhất. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ liên quan tới chuyện chuyển đổi số về mặt trải nghiệm người dùng, về mặt kết hợp, về mặt partnership và cũng như là chúng ta sẽ phát triển những cái khía cạnh về mặt sáng tạo, về mặt tối ưu hóa. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là nói tới digital customer experience. Thì các bạn sẽ thấy là như Omni Channel đi thay vì ngày xưa muốn thêm feature mới, chúng ta muốn thêm một cái sản phẩm dịch vụ, những cái tiện ích mới, chúng ta phải ngồi mất rất nhiều thời gian để mà chúng ta mô tả, chúng ta đép, chúng ta release vân v Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần cái kiếm kết một cái hợp đồng với bên thứ ba rồi chúng ta tích hợp vào thì những cái sản phẩm mới nó có thể release trong vòng từ 1 tới 2 tuần là xong. Thì từ đó cái lợi điểm đó là các bạn có thể đưa ra những cái sản phẩm dịch vụ rất là tiện ích cho người dùng một cách rất là nhanh chóng. Thứ hai đó là các bạn có thể kết hợp với các cái fintech để mà chúng ta cung cấp các cái dịch vụ về mặt chuyển tiền, chuyển khoản, về mặt uh, chấm chấp điểm tín dụng vân vân. Ngoài ra, đối với OBI có thể các bạn sẽ sử dụng được các cái dịch vụ, các cái sản phẩm, các cái tiện ích được cung cấp bởi bên thứ ba. Thì ví dụ như các bạn thấy ngân hàng người ta có thể sử dụng các dịch vụ EKYC tức là định danh khách hàng điện tử để mà thay vì ngân hàng phải tự biêu thì bây giờ người ta có thể sử dụng một cái sản phẩm cung cấp bởi bên thứ ba. Resource chúng ta sẽ mất ít thời gian về tích hợp chúng ta cũng như mất ít cái resource về vận hành hơn rất là nhiều. Đối với banking, đối với môi trường banking và fintech thì chúng ta còn có một khái niệm là open banking, ngân hàng mở thì Open Banking nó giúp cho chúng ta thông qua API, thông qua Open API chúng ta có thể liên kết lại các ngân hàng với nhau. Thì thật ra ở Việt Nam nó rất là khó có chuyện này Tại vì Open Banking theo định nghĩa của nước ngoài Đó là data is owned by customer Mà ở Việt Nam thì data is owned by banks Dẫn tới là chúng ta không thể nào mà có thể xử lý Open Banking được Tuy nhiên ở nước ngoài các bạn sẽ thấy là Ví dụ như các bạn xài 10 ngân hàng Thì chúng ta phải tải 10 cái app về để xem cái số dư tài khoản Để mà chuyển tiền chuyển khoản đúng không ạ à? Thì đối với môi trường Open Banking các bạn có thể đứng ở một ngân hàng các bạn có thể xem số dư ở tất cả các ngân hàng mà bạn sở hữu các bạn có thể chọn cái sổ sort phân of tức là cái nguồn tiền để mà các bạn thực hiện chuyển tiền ở các ngân hàng khác nhau khi mà chúng ta đứng ở một ngân hàng cố định thì những cái đó nó được thông qua abi để mà chúng ta kết nối lại các cái ngân hàng với nhau kết nối lại các cái ngân hàng mà bạn có sử dụng để mà chúng ta thực thi những cái tiện ích như vậy ở tập đầu tiên này đó là một cái tập mang tính giới thiệu chung về abi nhằm giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn và cũng như là giúp cho các bạn có một cái sự chuẩn bị về tinh thần nói chuẩn bị về tinh thần nghe nó ghê gớm chứ thật sự abi rất là dễ các bạn ABI thực sự rất là dễ. Cái khó của ABI nó nằm ở chỗ là các bạn có xây dựng được cái mô hình hoạt động của nó hay không, các bạn có xây dựng được cái mô hình kinh doanh của nó hay không. Chứ không phải là về mặt kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật thì qua các tập sau mình sẽ hỗ trợ cho các bạn cách mô tả, cách đặt tả, cách xử lý về mặt tài liệu kỹ thuật. Lúc đó rất là đơn giản. Nhưng cái khó mà các bạn cần phải lưu ý đó là nghiệp vụ business analysis chữ business luôn luôn đầu và ABI này cũng không ngoại lệ chúng ta cần phải nắm rõ về mặt nghiệp vụ. Hy vọng là qua series này sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn trong công việc hàng ngày. Hai lúa chào các bạn.